Mở mic chưa? Hello và xin chào các bạn đã đến với Cậu To, và mình là Cậu đây. Thì hôm nay Cậu mới mua được một phần ăn, các bạn thấy trên bàn chưa? Ăn rất là nhiều luôn. Đó chính là món heo quay tây bắc. Cho các bạn xem. Đó. Thực sự thì cái món mà heo quay tây bắc này là cái món chính ngày hôm nay, còn cái món vợ trường này thì mình đã kêu thêm để ăn cho nó hấp dẫn hơn. Cái món heo quay tây bắc này Cậu đã thấy xuất hiện ở Sài Gòn từ rất là lâu rồi, 2-3 tháng trước gì đó, rất là lâu rồi. Bây giờ Cậu mới có dịp để ăn. Tại vì sao? Tại vì lúc trước chưa vô Eternal thì chưa có tiền ăn, mà bây giờ vô Eternal rồi thì có tiền làm mấy cái này. Và cuối cùng Cậu đã trang hết tất cả các bình nước chấm này. Hình như nãy là tính là khoảng là 7 bình nước chấm đó, như tô canh gì đó, lên bên luôn. Rất là đói bụng và rất là thèm luôn rồi. Nếu như chứng thực coi là cái heo quay này có ngon hay không. Ở đây nhiều bạn như bạn nói là ô cái này giao tới không ngon đâu. Cái gì mình cũng phải thử các bạn. Cậu nói với bạn nhiều rồi, chúng ta phải thử thì chúng ta mới kiểm chứng được. Thử thôi. Bây giờ chúng ta khi ăn, chúng ta sẽ phải thử từng thứ riêng biệt trước để chúng ta cảm nhận cái mùi vị của nó trước. Xong rồi chúng ta mới có thể chấm vào nước chấm này và so sánh coi việc ăn không hoặc chấm vào nước chấm này nó khác nhau như thế nào và nó đặc biệt hơn như thế nào nhé. Rất là ngon luôn. Wow. Heo quay nêm cực vừa ăn, và đặc biệt là trong cái quãng đường ship từ Tân Bình về tới quận 4, da heo vẫn giòn các bạn ạ. Da heo vẫn giòn. Đây, mình sẽ cho các bạn thấy là da heo nó vẫn giòn. Nói gấu mượn nó mít đi. Thật sự luôn, da heo vẫn còn giòn. Có thấy các bạn comment trên mạng là nói là da heo ở đây không có giòn khi mà ship tới rồi này nọ. Thì Cậu xác định luôn là từ Tân Bình về quận 4 rất là xa luôn, da heo vẫn còn giòn. Cái điều đặc biệt ở cái những miếng thịt heo quay ở đây hết, nó có một mùi thơm của một loại lá nó nằm trong hộp này. Lá này là lá gì các bạn biết không? Gấu thì không dám khẳng định cái lá ở đâu. Các bạn hãy comment phía bên dưới cho Gấu biết coi là cái lá này là cái lá gì ạ. Rất là thơm. Khi chúng ta mà ăn miếng đầu tiên vô á, về cảm quan khi mà cái hộp heo quay này đến được tay của Gấu á, sao mà nhìn nó kiểu giống heo quay bình thường quá, mà nó cũng không có được màu á, nó cũng không được bắt mắt như là cái heo quay mà làm ở cái lò heo quay hay bán ở ngoài chợ. Nhưng mà thật sự khi mà ăn vô thì cái điều đặc biệt nó mới diễn ra các bạn ạ. Cái da heo giòn tan trong miệng các bạn. Cái miếng da heo á, khi các bạn bỏ miệng bạn nhai á, các bạn sẽ cảm thấy được là cái da heo nó sẽ tan dần trong miệng các bạn. Và đặc biệt á là cái thịt heo ướp rất là ngon và vừa ăn. Thêm nữa là đến cái mùi của cái lá này. Lá là lá gì ta? Cụ ơi, lá là lá gì? Thử đi. Anh biết luôn. Lá này là lá chanh hả? Đấy. Sau khi dùng quyền trợ giúp ở hết cái dân vật Eternal thì Gấu cũng đã không biết cái lá này là lá gì. Gấu tạm gọi nó là thảo mộc. Khi chúng ta ăn miếng thịt heo quay vô, ngoài cái việc là cái miếng da giòn tan trong miệng chúng ta thì chúng ta sẽ nhai cái phần thịt đúng không? Thì phần thịt nó được ướp rất là ngon và vừa ăn. Tiếp đến đó là hương vị của cái lá này. Khi mà cái hương vị của cái lá này hòa với lại cái miếng thịt đó, nó sẽ làm chúng ta ăn rất là đỡ ngán luôn. Chúng ta bỏ quên một thứ, đó chính là phần nước chấm. Thiên về vị mặn một chút, và đây là cái loại nước chấm mà chúng ta hay ăn vịt quay á, nhưng mà nó có hơi nhiều xíu tương. Bản chất cái heo quay này nó ăn bằng nước tương mà.
Có vẫn thích cái nước chấm này, nó ngọt ngọt mặn mặn hơn là nó chỉ có mặn không. Thì cái này nó mặn quá. Nước chấm này thật sự là nó không có vừa miệng gấu cho lắm. Xong rồi, không thật nha, chúng ta sẽ đến cái phần mà bonus thứ hai, đó chính là phần giò trường. Có nghĩa là cái phần giò trường này khi mà chấm với nước chấm này nó sẽ hợp. Cái giò trường mà cậu cảm thấy ngon nhất đó là cái giò trường ở nhà ngoại cậu làm. Ăn một cái bạn cảm thấy được cái nước trong giò trường đó, nó tóe ra trong miệng các bạn. Bạn ăn rất đã. Giò trường này thì cảm giác nó hơi khô, mà không biết có phải là tại cái kiểu giò trường này nó như vậy không nữa. Mà thật sự là cái giò trường này nếu mà chấm với cái nước này á thì nó ngon, ngon nha. Ngon quá. Thịt heo quay chúng ta cũng không có cần nói quá nhiều về cái loại thịt này, bởi vì quan trọng nhất của heo quay đó chính là cái phần da giòn mà vừa ăn của miếng thịt. Nên thật sự nếu mà ăn heo quay này á các bạn, chỉ cần bỏ cái nhiều loại bên mà chúng ta ăn cái này không, hoặc là nếu mà chúng ta có nước này thì chúng ta có thể ăn chung với bánh mì. Đi bánh mì nha, em đợi anh xíu nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ăn bánh mì. À, cậu có mua một thêm một ít rau là chúng ta sẽ ăn theo kiểu mà Hàn Quốc với cái món này. Đó, chấm vô. Chú nghĩ ra một điều là tại sao những cái món mà nó như thế này nè, cái màu nó không được đẹp rồi. Bởi vì á, các bạn biết là khi mà người Tây Bắc mà họ làm những cái món đồ ăn á, họ làm rất là đơn giản luôn. Mọi thứ anh tận dụng tất cả đều ở rừng rậm hết, anh tận dụng hết, dân dã. Nó quay nè, có thấy trên mạng á, mấy bạn quay đẹp dễ sợ luôn, là bó nguyên một cái tảng thịt vô một cái ống dài, xong người ta quay lên nhìn kiểu như một cây xúc xích mà bự chập bá. Ăn một hồi mới thấy được là cái mùi của cái lá này, mùi của lá này khi mà các bạn ăn càng nhiều những miếng thịt vô, ăn nhiều miếng thịt như gấu nãy giờ mình mới cảm giác như là cái mùi của lá này càng ăn nó càng nồng, và nó làm cho mình cảm thấy là cô đang cảm thấy là hơi nhẫn nhẫn trong miệng. Anh ăn thử ơi. Ngon. Cái này em mới mua. Người mùi thì có lẽ cái lá này là mắc mình ngon này. Lá gì? Mắc mật. Lá mắc mật. Có những chỗ thì người ta gọi là móc mật, tùy vào cái vùng và cái độ dã man của cái người ở cái vùng đấy. Ngon. Cuối cùng cậu cũng đã biết cái lá này là lá mắc mật nhờ anh Tuấn Tò Mò. Ngon không? Ngon không? Đi. Cả ơi. Không có hàng, chỉ có gà. Tao kêu gà mà. Bận rồi, chào mừng các bạn đến với Người Trong Văn Phòng. Chào mừng các bạn đến với Cô Tô. Mày ăn thịt với da luôn không? Mày gấp thịt với da mày ăn luôn. Tôi gấp thịt, giờ tôi gấp da xong nè, đúng không? Đó các bạn, đúng không? Tôi gấp miếng thịt, da giòn không? Da giòn không? Chưa nha. Vừa mới nói kêu ăn thịt với da đâu, cái giờ tự nhiên hỏi da giòn không? Chưa nha. Giờ ăn nè. Rồi, thêm miếng nữa nè. Salad. Đó là lá gì vậy? Lá này lá mắc mật em. Anh hay không? Anh hay không? Anh là giờ lá mắc mật là lá mất mặt á. Không làm cho mất mặt bây giờ. Cần để ăn á. Mà ngon không? Bây giờ ngon không? Ngon. 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 Không ngon thì không. Bất nghiệp. Ngon, nó đàng hoàng. Ngon. Cái vị nó hơi lạ. Cái vị nó lạ, nhưng mà nó cảm giác nó bị mỡ nhiều đúng không? Mỡ nhiều quá. Và sau khi khảo sát những người còn lại ở trong văn phòng S Channel, ngon, thật sự ngon. Nhưng có một điểm mà gấu và mọi người không thích, đó chính là heo quay này hơi nhiều mỡ. Lá mắc mật làm cho cái hương vị thịt càng đậm đà hơn, thơm hơn, và đặc biệt là
đỡ bị ngán. Nhưng ăn một hồi thì cái mùi nồng của lá mắc mật nó cứ là nó khó chịu trong miệng của mình lắm, nên là ăn nhiều thì nó sẽ bị khó chịu. Bây giờ là gấu đang bị đắng cái hậu vị rồi. Bây giờ gấu sẽ mời mọi người cùng vô ăn với gấu, và clip cũng đã hết rồi, và rất vui khi các bạn đã xem clip. Nếu thấy clip hay hãy like, share và subscribe cho gấu to, và đừng quên nhấn chuông để kết nối những tâm hồn uống lại với nhau. Và xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn có những món gì ngon xin hãy comment phía bên dưới gấu biết, hoặc nhắn tin vô fanpage gấu to để cho gấu biết cái địa chỉ đó và đến ăn review cho các bạn nhé nha.